Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ HD. Chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh trong nước và thế giới có gì đặc biệt? Mời quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính ngay sau đây. Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang được bầu vào Bộ Chính trị. Bầu bổ sung các ông Nguyễn Duy Ngọc, Trịnh Văn Quyết, Lê Minh Chí vào Ban Bí thư. Hình phạt cho người đàn ông tiền án nhiều hơn tiền mặt nhưng vẫn ngông cuồng. Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang được bầu vào Bộ Chính trị. Thưa quý vị và các bạn, theo thông cáo phát ra của Văn phòng Trung ương, Ban chấp hành Trung ương Đảng cùng ngày đã họp quyết định giới thiệu nhân sự và cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị với Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Với việc bầu bổ sung nhân sự mới, Bộ Chính trị khóa 13 hiện có 15 ủy viên. Thượng tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Hơn 2 tháng trước, ông Quang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Ông có trình độ cử nhân luật, an ninh. Quá trình công tác của ông Lương Tam Quang gắn liền với ngành công an. Trước năm 2012, ông là trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an. Sau đó với cấp hàm đại tá, ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an vào năm 2012. 3 năm sau, ông Lương Tam Quang được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng. Tháng 10 năm 2017, ông trở thành Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an và giữ cương vị này trong gần 2 năm. Được thăng cấp bậc hàm trung tướng năm 2019. Ông Quang nhậm chức Thứ trưởng Bộ Công an vào giữa tháng 8 cùng năm. Gần 2 năm sau, ông kiêm thêm nhiệm vụ Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an và được thăng hàm Thượng tướng vào năm 2022. Bầu bổ sung các ông Nguyễn Duy Ngọc, Trịnh Văn Quyết, Lê Minh Chí vào Ban Bí thư. Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung các ông Nguyễn Duy Ngọc, Trịnh Văn Quyết, Lê Minh Chí vào Ban Bí thư. Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 16 tháng 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung Ủy viên Ban Bí thư với 3 cán bộ gồm ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông Lê Minh Chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê ở Hưng Yên, là thạc sĩ luật. Ông Ngọc là cán bộ có thời gian dài công tác gắn bó với ngành công an. Năm 2012, ông mang cấp hàm đại tá, giữ nhiệm vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra và trở thành Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội một năm sau đó. Đầu năm 2014, ông kiêm thêm nhiệm vụ Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội. Hơn 2 năm sau, ông Ngọc trở thành Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và được thăng hàm thiếu tướng vào năm 2017. Một năm sau đó, ông giữ cương vị Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu. Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2019 đến tháng 6 năm 2024, khi được điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Trong giai đoạn công tác trong ngành công an, ông Ngọc được thăng hàm Trung tướng vào năm 2021 và thăng hàm Thượng tướng cuối năm 2023. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, sinh năm 1966, quê ở Hải Dương, là cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Ông từng là Phó Chính ủy, rồi Chính ủy Quân khu 2. Đến tháng 4 năm 2021, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông Quyết được thăng quân hàm Thiếu tướng vào năm 2016, Trung tướng vào năm 2020 và Thượng tướng vào tháng 8 năm 2023. Tháng 6 năm 2024, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông Lê Minh Chí, sinh năm 1960, quê ở thành phố Hồ Chí Minh, là cử nhân luật. Ông Chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Có thời gian dài công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Chí từng giữ chức Phó trưởng phòng Tham mưu An ninh, rồi Phó trưởng phòng A12B, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Sau đó ông làm Thư ký Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố trong hơn 3 năm. Tiếp đến, ông lần lượt kinh qua các chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 11 và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.
trước khi nắm giữ cương vị Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm 2010. Từ giữa năm 2013, ông Chí làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và được bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào tháng 4 năm 2016, giữ cương vị này từ đó đến nay. Hình phạt cho người đàn ông tiền án nhiều hơn tiền mặt nhưng vẫn ngông cuồng. Thưa quý vị và các bạn, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên tòa xét xử đối với Hồ Quốc Bảo, sinh năm 1983, trú phường Phú Nhuận, thành phố Huế, về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, ngày 14 tháng 12 năm 2017, Hồ Quốc Bảo bị Tòa án Nhân dân thành phố Huế xử phạt 2 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Đến ngày 28 tháng 8 năm 2019, Bảo thi hành xong bản án nêu trên. Sau khi ra tù, Bảo cho rằng bản án trước đây là quá nặng. Vì vậy, vào lúc 10 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2021, Bảo đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Huế, số 111 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, chửi bới và xô đẩy cổng chính của cơ quan này, làm hư hỏng tài sản trị giá 500.000 đồng. Ngày 14 tháng 7 năm 2021, Bảo bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt 8 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Ngày 14 tháng 11 năm 2021, Bảo thi hành xong bản án và lại tiếp tục đập phá tài sản của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Huế. Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Bảo bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt tiếp 8 tháng tù. Ngày 22 tháng 11 năm 2022, Bảo chấp hành xong bản án. Khoảng 8 giờ 25 phút ngày 19 tháng 2 năm 2023, Bảo lại tiếp tục đến trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Huế, tháo gỡ các chữ cái bằng kim loại ghi tên và địa chỉ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Huế được gắn trên bảng tên bằng đá ở trước cổng chính, làm nhiều chữ cái rơi ra và hư hỏng. Sau đó Bảo đi về nhà. Cơ quan tố tụng định giá trị hư hỏng tài sản là 600.000 đồng. Bảo bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt 10 tháng tù giam. Lần này sau khi ra tù, mặc dù chưa được xóa án tích về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, Bảo lại tiếp tục đến trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Huế, la hét, chửi bới, đe dọa cán bộ, nhân viên và dùng gạch đá, rễ cây ném vào trụ sở làm ảnh hưởng trật tự và hư hỏng một ô tô trị giá hơn 900.000 đồng. Tại tòa, hội đồng xét xử nhận thấy Bảo là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, vi phạm pháp luật nhiều lần, riêng tội cố ý làm hư hỏng tài sản đã thi hành án 4 lần liên tiếp, nhưng vẫn không chịu tu chí làm ăn, nên cần phải tiếp tục cách ly khỏi xã hội một thời gian. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồ Quốc Bảo 11 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và 4 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Tổng cộng hình phạt mà bị cáo Bảo phải thi hành là 15 tháng tù.